Xe Vui Việt Nam xin phép tặng chiếc xe Attila này nếu các bạn nào biết những hoàn cảnh khó khăn, những người đang cần một chiếc xe để có thể chạy Grab Food hay là để chạy Now thì có thể liên hệ với mình, chia sẻ lại clip này và liên hệ với mình. Xin chào các bạn đến với kênh Xe Vui Việt Nam, và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chiếc xe máy mà theo như mình đánh giá đây là một trong những tội đồ của người đi xe máy tại Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì nó quá nguy hiểm. Chúng ta đã biết đó là ở Việt Nam chúng ta thịnh hành đi xe máy. Cách đây nhiều năm thì chúng ta sẽ đi bằng Honda Sam 7, rồi sau đó đến thời điểm rim tem lửa 7 cây vàng á, các bạn nhớ không? Và khoảng thời gian sau này thì bắt đầu có những chiếc xe tay ga, ví dụ như là chiếc Honda Spacey. Honda Spacey có thể nói là một chiếc xe mà đẳng cấp, và tới thời điểm bây giờ nó vẫn còn giữ giá rất là cao luôn. Và trên tinh thần của chiếc Spacey thì một hãng xe khác đã làm nên một chiếc xe tương đối giống với nó, đó là SYM Attila. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích lý do tại sao mình nói đây là cái xe máy nguy hiểm nhất Việt Nam. Nếu như các bạn nhớ lại, khoảng cách đây hơn 10 năm chúng ta có một cái clip trên YouTube, không biết bây giờ nó còn hay không. Cái clip đó là cái clip một người công an ở trên nó hơi bị đáng sợ. Các bạn có thể search lại trên YouTube, hy vọng là có. Mọi người mà chắc là xóa rồi. Một người công an còn mặc bộ đồ màu xanh và ở xa lộ Hà Nội đi chiếc Attila, và anh bị cán qua người. Đó là những giây phút cuối cùng của anh ấy được quay lại. Cái clip đó gây ám ảnh với mình cực kỳ, ám ảnh cực kỳ luôn. Và nhiều năm sau đó mình vẫn còn nhớ về chiếc xe này như một chiếc xe mà tốt nhất chúng ta phải biết cách đi, chứ không phải là cứ đem chiếc xe này ra và đi thì chắc chắn các bạn sẽ gặp tai nạn. Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích lý do tại sao đây là một chiếc xe nguy hiểm. Mình làm cái clip này dựa trên kinh nghiệm chạy xe máy và mô tô của mình sau nhiều năm, cũng như là chạy xe cào cào, và đặc biệt là những cái kỹ năng mình đã từng tập. Sau khi tập những kỹ năng đó mà mình phát hiện ra rằng trên chiếc xe này có những cái thiết kế rất là sai và khiến cho người chạy xe này gần như buộc phải té khi mà thắng gấp. Các bạn để ý đó là không có chiếc xe SYM Attila nào mà cái tay thắng không bị cong cả. Không có chiếc SYM Attila nào mà hai bên lườn của nó không bị trầy cả. Đây là chiếc Attila mà cái đời mà mình thấy là nguy hiểm nhất. Đây là cái đời nguy hiểm nhất. Tại vì sao? Tại vì đây là chiếc Attila có thắng đĩa. Các bạn có thể thấy phía trước là một cái thắng đĩa, một piston rất lớn, một piston lớn so với những cái xe tay ga khác. Và cũng giống như những chiếc Attila khác, trên cái tay thắng này nó cong, hai tay thắng đều cong cả, cong và chày. Điều đó chứng tỏ đây là cái xe đã từng té rồi. Mình đố các bạn kiếm một chiếc SYM Attila nào mà chưa từng té. Rất là khó kiếm chiếc xe mà người ta chạy mà chưa té trên chiếc xe Attila này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích lại những cái điểm hay ho của xe này. Ở cái thời điểm mà chiếc Attila này ra mắt á, thì nó nhái theo kiểu dáng của chiếc Spacey. Nếu các bạn nhớ không lầm á, thì cái đời đầu của chiếc xe này nó tương đối giống với chiếc Spacey, giống tới mức mà phải nói là giống thậm tệ luôn á. Và cũng sử dụng là hai thắng đùm. Và khi tới cái đời Victoria này thì một cái sự nâng cấp mà khiến cho chiếc xe này trở thành một chiếc xe nguy hiểm, đó là gì? Cái thắng đĩa này. Tại vì sao? Lên cái đời này, cái thân xe được thiết kế dài hơn, to hơn, có kích thước khác biệt so với cái đời cũ. Và một điểm thiết kế sai lầm tồi tệ của hãng xe này, đó là cái vị trí yên xe. SYM Attila thiết kế cái yên của người ngồi trước nó dài ra tới phía sau này ha, các bạn thấy không? Và với cái lý do này khiến cho người đi xe họ sẽ muốn ngồi cái lưng, cái mông của họ ra càng gần phía sau càng tốt. Tại vì như thế này sẽ tạo nên một cái vị trí ngồi rất thoải mái, các bạn có thể thấy không? Đó, khi mình ngồi ở vị trí này thì hai tay mình đang thẳng, hai chân mình đang để ở vị trí này rất rất là thoải mái. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho chiếc xe trở nên nguy hiểm. Tại vì sao? Với những xe tay ga thì cái phần động cơ sẽ nằm ở phía sau. Và thông thường thì trên xe tay ga thì phần động cơ sẽ là cái phần nặng nhất của xe, khiến cho cái trọng lượng phân bổ của xe nó sẽ bị nặng về phía sau. Các bạn có thể thấy là nếu như chúng ta lấy cái tay mà nhấn cái thân xe phía sau xuống thì nó rất là dễ dàng. Nó rất là dễ dàng, và đó là lý do khiến cho cái xe này trở nên nguy hiểm, bởi vì trọng lượng phân bổ ra phía sau nặng hơn phía trước rất là nhiều. Đó. Rồi khi chúng ta ngồi ở vị trí như thế này thì sẽ càng khiến cho cái trọng lượng phía sau nó bị dời ra
trọng lượng cơ thể cộng với trọng lượng của động cơ, nó càng dời ra phía sau của cái xe và khiến cho cái phần đầu xe này nó quá nhẹ. Khi chúng ta bóp thắng lại với cái phần đầu xe nó nhẹ như vậy sẽ khiến cho chiếc xe bị trượt bánh. Rất là nhiều tai nạn xảy ra là do cái chuyện như thế này. Các bạn có thể thấy là khi mình ngồi lên chiếc xe này, nó luôn có xu hướng bị ngửa ra phía sau. Nếu như các bạn ngồi càng dời về sau thì nó luôn có xu hướng bị ngửa ra phía sau. Các bạn thấy không? Nó luôn có xu hướng như thế này. Trong khi đó với cái chống đứng như thế này và trên những cái xe tay ga khác, các bạn phải ngồi ra phía sau khá nhiều nó mới có thể nhổng cái đầu lên. Nhưng trên Attila thì khác. Đó là do trọng lượng phân bổ ở phía sau quá nhiều. Trọng lượng phân bổ phía trước thì chỉ có một cái ghi đông và cơ cấu phía trước này không có đáng bao nhiêu ký cả so với nguyên cái khối động cơ và cơ thể mình bị dời ra phía sau. Đó. Thì nếu các bạn đi Attila mà càng ngồi như thế này thì càng dễ té, càng ngồi như thế này càng dễ té. Đó. Và đó là lý do giải thích tại sao rất là nhiều người đi xe Attila gặp tai nạn. Chỉ cần trời mưa hay đường trơn trượt, các bạn nhấp cái thắng phía trước thôi. Một lý do nữa khiến cho chiếc xe này nó nguy hiểm là ngoài cái chuyện phân bổ trọng lượng trước sau nó bị sai, thì cái thắng trước, mặc dù là cái đường kính của cái đĩa thì không có lớn, nhưng cái heo đĩa rất là lớn. Con heo các bạn thấy không, kích thước rất là lớn luôn. Và đây không phải là một con heo xịn, khiến cho là sau khi một khoảng thời gian sử dụng ngắn thôi, không cần dài, thì nó bị tình trạng đó là bị khô. Các bạn bóp nhẹ vô nó sẽ không có cái cảm giác ăn, mà chỉ cần các bạn nhích mạnh thêm tí xíu nữa là nguyên cái piston này nó sẽ ép lại, khiến cho bị khóa bánh trước. Bánh trước bị khóa và gây tình trạng trượt bánh. Thật ra cái chuyện khóa bánh trước nó sẽ không đến nỗi quá nguy hiểm đâu, nhưng những yếu tố cộng dồn lại khiến cho chiếc xe này trở nên nguy hiểm. Nãy mình nói về cái chuyện phân bổ trọng lượng trước sau rồi đúng không? Và cái bộ phanh này. Và còn một chi tiết nữa khiến chiếc xe này trở nên nguy hiểm đó là gì? Đó là cái hành trình của phuộc trước nó quá ngắn. Với những chiếc xe có hành trình phuộc dài, khi chúng ta nhấp thắng, chi tiết đầu tiên giảm cái lực thắng đó, đó chính là phuộc. Các bạn cứ để ý đi, trên xe tay ga hay bất kỳ một cái xe nào, khi bạn nhấp thắng, bây giờ mình thí dụ ha. Đây. Khi bạn nhấp thắng nè, thì một phần nào đó cái hành trình phuộc này nó sẽ nhấp xuống và nó giảm bớt cái lực tác động lên cái thân xe. Đó, đó là lý do chúng ta cần một cái bộ phuộc xịn cho một chiếc xe là như vậy. Còn trên Attila này, tất cả những yếu tố sai lầm trong việc thiết kế xe khiến cho chiếc xe này trở nên vô cùng nguy hiểm khi vận hành. Rồi, bây giờ dù gì nó cũng đã bán ra thị trường, đã rất là nhiều người chết vì chiếc xe này rồi. Nếu các bạn tìm hiểu trên báo chí, các bạn Google đi, xe Attila bị tai nạn, các bạn sẽ gặp rất là nhiều kết quả trả về. Thì đúng thật, nó quá nguy hiểm. Nhưng chúng ta có thể khắc phục cái nguy hiểm này bằng cách nào? Đây là vấn đề thuộc về kỹ thuật nè. Kỹ thuật khi chạy xe, mà thường khi các bạn đi xe máy, các bạn sẽ không có được học về cái chuyện này. Tại vì chúng ta chỉ thi lấy bằng cái vòng số 8 rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ nói là làm sao để đỡ nguy hiểm cho cái xe này. Trước tiên chúng ta đừng có ngồi cái xe này mà ngồi thoải mái, đưa chân ra như thế này, đưa chân ra như thế này, đưa tay như thế này. Càng ngồi theo kiểu sang chảnh như thế này thì càng nguy hiểm. Chúng ta phải ngồi như thế này. Đó. Dời trọng lượng cơ thể ra phía trước, chúng ta sẽ đỡ hơn. Tức là phần đầu xe nó sẽ nặng cân bằng với cái phần đuôi xe. Các bạn nên nhớ, một cái chiếc xe nó không phải đơn giản chỉ là một cái khối sắt như vậy, mà phân bổ trọng lượng nó sẽ là trước sau. Nếu các bạn cho trọng lượng phía sau quá nặng thì khi phanh lại, thắng lại, nguyên cái trọng lượng này nó sẽ dồn phía trước và đi theo các hướng khác nhau, khiến cho mình không có kiểm soát được nó. Còn nếu như các bạn mà đây, các bạn mà dồn ra phía trước thế này, mình thử đề máy nha. Đó, mình có thắng gấp cỡ nào nó cũng không có trượt được nè. Nhưng mà các bạn chỉ cần dời ra phía trước phía sau tí xíu, nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần dời ra phía sau, phần đầu xe nó nhẹ hơn là nó sẽ rất là nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta dời ra phía trước, ngồi hơi cực tí xíu, đưa cái phần thân xe ra, thân người ra phía trước này, chiếc xe này nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Đỡ nguy hiểm hơn, chứ không phải gọi là hết nguy hiểm. Đó. Rồi, chúng ta đã nói về cái lý do tại sao chiếc xe này nó nguy hiểm. Ngoài ra thì Attila cũng là một chiếc xe mà nếu như các bạn ở Sài Gòn
có thể nhớ lại đó là khoảng hơn một chục năm trước, đây là một cái xe được rất là nhiều cô gái ưu tiên, những cô gái ở đường Nguyễn Chí Thanh, đúng cuối đường Nguyễn Chí Thanh, và những cô gái ở suối Nghệ Tĩnh. Các bạn nào mà đi suối Nghệ Tĩnh khoảng 10 năm trước và Nguyễn Chí Thanh khoảng 10 năm trước thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều cô đi Attila vào buổi tối và đi hết con lương lại quay đầu lại, hết con lương lại quay đầu lại, thì tất cả đều sử dụng Attila. Và sau đó thì bây giờ các cô ấy cũng còn đó, lứa tiếp theo, mà họ không có dùng Attila nữa mà họ dùng lên Piaggio Vespa. Nói chung thì trước đây đây là một cái xe bán rất là chạy ở Việt Nam, nhưng cuối cùng khi người ta đã đủ tiền mua cái xe Vespa thì họ không cần phải đi cái xe nhái Vespa nữa. Cũng như là khi họ đủ tiền mua Spacey thì chả ai mua Attila cả. Đó là câu trả lời lý do tại sao mà chiếc xe này nó không còn thịnh hành ở Việt Nam nữa và bắt đầu bán hết chạy. Nhất là cái đời Elizabeth là cái đời rất là giống Vespa, và sau đó thì bây giờ không còn ai sử dụng nữa, hiếm lắm, hiếm người mua Elizabeth lắm. Chiếc xe này vẫn có những cái ưu điểm, đó là gì? Đó là nó khá là rẻ ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra nó còn có một cái cốp để đồ rất là rộng, một cái chỗ để đồ rất là rộng luôn. Tôi xin kể các bạn một cái kỷ niệm của mình về chiếc Attila. Đó là khoảng mười mấy năm trước đó, thì mình có một cô bạn gái đi chiếc Attila này, và mình cũng là người đã từng té vì chiếc xe này. Một buổi tối Giáng sinh, một buổi tối đêm Giáng sinh, mình đi qua khu vực quận 8 để mà coi trang trí nhà đá đó. Thì cô bạn gái mình ngồi ôm mình rất là chặt, hai đứa ngồi tình cảm với nhau và ngồi càng lúc càng xa ra khỏi cái vị trí tốt nhất của cái xe này. Và một cái tháng gấp, đêm Noel thì thường hay trời mưa, mưa lâm râm, và một cú tháng gấp hai đứa vô bệnh viện luôn. Thì cô nàng kia thì cũng trầy rất là nhiều, mình thì cũng trầy và bong gân. Sau đêm đó thì đáng lẽ tình yêu chớm nở thì cuối cùng lại thành là chia tay. Một kỷ niệm rất là buồn về chiếc Attila này, cho nên là hôm nay mình làm cái clip này là để tặng chiếc xe này. Xe Vui Việt Nam xin phép tặng chiếc xe Attila này cho ai. Thật ra thì nó không còn nguy hiểm nữa, sau khi mà mình đã chỉ các bạn cách chạy rồi thì nó không còn nguy hiểm nữa. Các bạn cứ ngồi dời ra phía trước thì các bạn sẽ có một không gian để đồ phía sau rất là nhiều, và cái chỗ để chân cũng để đồ được. Thì nếu các bạn nào đang nếu các bạn nào biết những hoàn cảnh khó khăn, những người đang cần một chiếc xe để có thể chạy Grab Food hay là để chạy Now, thì có thể liên hệ với mình, chia sẻ lại clip này và liên hệ với mình. Trên Facebook của mình sẽ có một cái mini game để mà tặng chiếc Attila này. Hoặc một cái hoàn cảnh nào đó cực kỳ khó khăn, các bạn có thể nhắn tin cho mình trên Facebook Lê Thượng Tiến. Mình sẽ cho xe chở tới nhà. Và mình xin phép đó là ưu ái chiếc xe này cho những bạn ở tỉnh chứ không phải ở Sài Gòn. Bạn nào ở tỉnh mà thích chiếc Attila này, mình xin phép tặng lại chiếc xe này. Xe này có giấy tờ đầy đủ và các bạn có thể sang tên về phía tên các bạn luôn. Tặng thôi. Và một yêu cầu nhỏ nhỏ đó là các bạn chia sẻ lại cái clip này trên Facebook, cũng như là subscribe kênh Xe Vui Việt Nam bên dưới. Bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là một cái clip mình làm rõ ràng là phi lợi nhuận, mà còn ngoài ra còn tặng thêm chiếc xe này nữa. Trong tương lai, Xe Vui Việt Nam sẽ còn tặng thêm rất là nhiều xe. Các bạn hãy subscribe kênh Xe Vui Việt Nam. Mình sẽ tổ chức những mini game nhỏ nhỏ trên Facebook cá nhân cũng như là trên fanpage Xe Vui Việt Nam để tặng xe. Bye bye.